Chào bạn, rất vui được quay trở lại với Nguyễn Hồng Audio. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một đầu CD rất là cao cấp đến từ thương hiệu âm thanh Philips. Và đặc biệt dòng này được sản xuất tại Belgium. Belgium là Bỉ, một quốc gia thuộc khối Bắc Âu. Thì giống như cái bên ngoài các bạn đang thấy, thiết kế nó rất là đẹp, cửa nằm giữa, màn hình có thiết kế hơi bo tròn, nhìn rất là tinh tế và sang trọng. Dòng này là model là CDR880. CDR là viết tắt của CD Recorder. Thì nó có tính năng ghi nữa, thì cái này ghi thì mình không có rành. Mình chỉ thấy tính năng phát của nó rất là hay, âm thanh rất là trong trẻo, đặc biệt tiếng bass nó rất là sâu chắc. Dòng âm lê CD của Philips thì là một trong những dòng quá là hay rồi. Những tín đồ audiophile trên khắp thế giới thường chọn Philips cũng như Marantz là làm những dòng phát cho dàn âm thanh nhà mình. Thì Philips CDR880 là một trong những dòng rất là cao cấp với mức giá xuất xưởng là lên đến 1.000 đô vào năm 1991. Thì nó mắc ở những điểm gì thì nếu các bạn nghe thì các bạn mới cảm nhận được. Còn về cái thiết kế thì chúng ta nhìn thấy nó cũng đơn giản thôi, rất là đơn giản. Nó không có quá cầu kỳ, cũng không có quá nặng, tầm khoảng 7-8 kg. Size chuẩn 43, màu đen. Logo Philips nằm bên tay trái. Và các nút cũng đơn giản, cái nút tròn này thì nút này nút recorder thôi. Chúng ta cũng không dùng tới, khi nghe đĩa thì không dùng tới làm gì. Nút light, bow, top. Cái cửa đĩa, đĩa rất là êm. Thì quan trọng ở đầu này là nó là một dòng được sản xuất tại Bỉ, chứ không phải là Nhật Bản hoặc là những nước Malaysia, Indonesia. Thì mình khẳng định với các bạn là những dòng CD mà nó sản xuất tại những nước châu Âu thì bao giờ nó cũng hay hơn những dòng sản xuất tại Nhật Bản. Tại vì cái cảm nhận âm thanh của giới chơi âm thanh châu Âu nó rất là tỉ mỉ và rất là tinh tế trong việc cảm nhận âm thanh, nên cái CD nó sản xuất ở đó. Do những kỹ sư bên đó sản xuất thiết kế thì người ta luôn trau chuốt cái vấn đề âm thanh sao nó đáp ứng được các dải tần rộng nhất và những cái dải âm thanh phải là chi tiết và phải đúng với nhạc cụ nhất. Ví dụ như chúng ta nghe những tiếng nhạc guitar, nhạc saxophone thì người ta nghiên cứu sao từ cái đĩa nó phát cái bộ dải mã trong cái đầu đĩa nó làm sao nó cho ra cái âm thanh nó giống và chân thật nhất. Rồi thì không phải dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ test cho các bạn nghe sơ qua một bản nhạc trữ tình chúng ta cảm nhận. Rồi mình để cái bản này lên, các bạn biết được liên hệ mình trong lúc vừa nghe nhạc, có cần gì thì gọi cho mình nhé. Ok, giờ test luôn. Rồi, đọc đĩa rất nhanh, đang bỏ đĩa sẵn đây. Âm thanh rất là trong trẻo. Giọt cà phê đầu tiên rơi trong đáy ly sầu, và mùa xuân cũng rơi theo trên xứ lạ quê đây. Giọt cà phê đầu năm đắng tâm hồn người tha phương, dù cà phê đậm lời tình yêu đầu năm. Anh xin rót êm đềm thì thầm bên vành tai em nơi quán nhỏ cô đơn. Lời tình yêu đầu năm có pha giọt cà phê đắng hơi người tình viền. Anh xin chúc anh xin chúc
đẹp thương như áo mới em mặc chào mùa xuân sáng với đời. Lì xì nhau nụ hôn cho em chiếm bao ngày đầu xuân mở sen em đếm được tình anh không. Từng giọt đã nhịp máu đã lên ngụm cà phê đâu giọt đầu tiên ở đâu. Ok, bài hát rất là hay, rất là cảm động. Nhưng mà cái CD cũng rất là tốt, phát ra âm thanh rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Thích video này thì hãy bấm nút like và chia sẻ để cùng ủng hộ mình nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip mới nhất đến từ Nguyên Hùng Audio.